Những điều kỳ lạ chỉ có ở Đài Loan mà bạn không thể nào bỏ qua. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 10 Huyền Bí. Cho mình hỏi là ở đây có bạn nào nắm rõ được mối quan hệ mập mờ giữa Đài Loan, Trung Quốc hay sự đối lập hoàn toàn giữa hai quốc gia đó không? Và những điều cấm kỳ lạ không được vi phạm ở Đài Loan là gì mà đã có người Việt bồi thường gần tỷ đồng khi lỡ mồm? Một điều đặc biệt là tại đây có nơi tổ chức đám ma như lễ hội vậy. Tất cả sẽ có trong video 7 điều kỳ lạ chỉ có ở Đài Loan. Hãy cùng Top 10 Huyền Bí đi bóc mẽ từng điều một để xem nó có gì đặc biệt không nhé. Những điều cấm kỳ lạ không thể vi phạm. Đầu tiên là cấm ăn thịt chó mèo. Vào năm 2017, chính quyền Đài Loan ban luật cấm người dân và du khách ăn thịt chó mèo. Còn nếu ai bảo thích thì ăn, làm gì được nhau? Thì hãy xác định nộp phạt 1.600 USD đến 8.100 USD, tức là rơi vào hơn 40 đến 200 triệu đồng. Và những cá nhân có hành động tàn bạo đối với động vật sẽ phải chịu án tù có thời hạn tối đa là 2 năm. Đối diện với mức tiền phạt có thể lên đến 65.000 USD, tức là 1,6 tỷ đồng. Và người nhớ như in luật này nhất chính là nhóm người Việt Nam bị phạt 770 triệu đồng khi đã giết một con chó mực vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, rồi dùng thịt chó làm bữa ăn cho 12 người Việt khác. Thôi thì mấy anh về Việt Nam chứ ngoài kia bão tố lắm. Thứ hai là cấm tiệt số 4. Nếu ở Việt Nam 13 là con số kỵ nhưng không đến nỗi cấm, thì bên Đài 4 chính là đại diện cho chết chóc. Vì trong tiếng Trung, 4 đọc là tứ, phát âm gần giống với tử, nghĩa là chết. Số 4 cũng xếp thứ tự cuối cùng trong cụm từ sinh lão bệnh tử. Vì thế, các bệnh viện, khách sạn không có tầng 4 hoặc phòng số 4. Tầng 4 chỉ được ghi là 3A hoặc là bị bỏ qua. Và nếu người chủ có lỡ xây hay là cố chấp để số đó thì phải chấp nhận bán giá rẻ hơn so với các tầng khác. Thậm chí nhiều người còn không nghe điện thoại nếu số hiện lên có nhiều số 4, tương tự với biển đăng ký xe ô tô. Riêng Việt Nam thì kỵ mỗi 4953. Ông nào mà bốc được là cả nước vui mừng vì có người rước hộ rồi. Tiếp nữa là cấm tặng đồng hồ. Đừng flex sự giàu có bằng việc tặng đồng hồ luxury, vì ở Đài Loan nó bị coi là sukana. Thực chất từ tặng đồng hồ trong tiếng Trung có phát âm là xiongjong, tương tự câu đưa tiện ai đó lần cuối. Chưa kể việc hiển thị thời gian trên đó nên bạn mà tặng là họ sẽ nghĩ chắc mày rủa tao chết sớm chứ gì. Một hành động mà hẳn nhiều người đã từng làm đó là không ăn hết đồ ăn trên bàn, vì mình thấy nhiều người hay để lại một miếng liêm sỉ lắm. Theo đó, khi đến một gia đình Đài Loan, việc ăn hết thức ăn trong bát hay xử lý sạch đồ ăn trên bàn có nghĩa là chủ nhà đã không chuẩn bị đủ thức ăn, khiến khách ăn hết vẫn đói. Nên tới đây bạn cứ để lại chút ít đồ ăn trong bát đĩa nha. Một điều giống Việt Nam là kiêng kỵ trong tháng cô hồn. Ngoài ra, nước bạn còn cấm vỗ vai, huýt sáo. Người Đài tin rằng mỗi người đều có hai ngọn lửa trên vai để bảo vệ tâm hồn. Khi ai đó vỗ vai và bạn chỉ quay đầu lại sẽ dập tắt những ngọn lửa này và dễ bị ma đeo bám quấy phá. Cả tiếng huýt sáo vào buổi tối sẽ thu hút các linh hồn đi theo và ám họ trong một thời gian dài. Còn sau đây là đám tang nhưng mà lại mời vũ nữ tới nhảy. Bạn có dám tin không? Ấy thế mà, nó lại là một tập tục ở nhiều vùng ở Đài Loan đó. Hoang mang đám tang có 102. Đám tang không khóc thương, lại đi thuê vũ nữ về nhảy quanh quan tài là một tập tục ảo nhất ở một số vùng Đài Loan. Chẳng hạn như trường hợp của một phụ nữ Đài Loan, thuê hai vũ nữ vừa nhảy múa, lắc hông, vừa lột dần từng lớp trang phục rồi đi xung quanh quan tài của chồng mình. Lý do đơn giản là khi còn sống, chồng bà rất thích ngắm nhìn gái đẹp sexy và nóng bỏng. Và với tư cách là người vợ hiền thục, luôn chăm sóc chồng chu đáo, nên đến khi mất, bà vẫn muốn giúp ông tọa nguyện lần cuối. Quy mô tầm cỡ hơn khi một đám tang của một chính trị gia Đài Loan đã diễn ra với hơn 200 xe tang và 50 vũ công nhảy múa tưng bừng trên các nóc xe. Sở dĩ ra đời đám ma lạ đời thế vì người dân quan niệm rằng đó là cách để xoa dịu những linh hồn lang thang của người chết và tạo ra một không khí lễ hội giống như lúc họ còn sống. Càng đông người xem thì càng vinh dự và đem lại may mắn giúp cho người chết. Tất nhiên là đã có nhiều dân cư mạng phản đối việc này. Ở một diễn biến khác và đậm mùi tiền là đám tang của ông trùm xã hội đen Vương Trì Cường, biệt danh là Báo Ca, bang chủ Tùng Liên bang một thời, một trong tứ đại bang phái Đài Loan. Nhìn vào cứ ngỡ là một buổi ra mắt siêu xe vì toàn thấy một loạt mô tô đắt tiền, các ô tô đời mới giá tiền chục tỷ, trăm tỷ đồng. Thậm chí tới các lẵng hoa cũng được xếp theo hình thù động vật.
Điểm thu hút nhất là một dàn chân dài mặc sườn xám tạo dáng xếp hàng trước cổng. Nếu nhiều người nhầm đây là một lễ hội thì cũng không trách được, vì con số 3.000 người tiễn đưa cũng ngang với số người tham gia lễ hội rồi. Tiện đang ở ngoài đường thì hãy cùng mình nghía qua giao thông Đài Loan nhé. Mình e rằng một số người Việt đi đường bên đấy dễ bị sốc lắm. Giao thông Đài Loan. Nói chung nhìn sương sương trên đường phố Đài Loan, các phương tiện cũng hỗn hợp như ở Việt Nam với xe máy, xe ô tô và xe buýt. Năm 2017, mật độ xe máy ở Đài Loan là 676 xe trên 1.000 dân, tức là cao hơn Việt Nam vốn đang ở mức 460 xe trên 1.000 dân. Xe máy tại Đài Loan chủ yếu là scooter cỡ nhỏ, động cơ từ 50 đến 110 phân khối, chiếm tới 90%. Nhưng mà nó lạ lắm các bạn ơi. Khi dừng đèn đỏ, mặt đường có kẻ ô riêng dành cho xe máy đỗ đầu tiên, sau đó mới tới những phương tiện khác. Mật độ xe máy đông nhưng mà dân số ít nên bạn sẽ thấy ít xe máy chạy trên đường. Phương tiện di chuyển chính của họ là BMW kép cơ. Really, nigga? Gọi dân dã là bus, metro và walk, nghĩa là đi bằng xe buýt, tàu điện và đi bộ. Để đi làm thì mỗi người có thể đi bộ vài cây số từ trạm tàu điện tới văn phòng. Ý thức tham gia giao thông của họ thì cũng đỉnh của chóp lắm các bạn ạ. Để lên xe buýt, tàu điện, người dân phải xếp hàng có thể dài tới vài trăm mét. Cái việc tổ chức giao thông xe máy mà Đài Loan cho rằng hiệu quả nhất để tránh xung đột tại ngã tư đó chính là rẽ trái hai giai đoạn. Nếu bạn muốn rẽ trái, xe máy phải đi thẳng sang ngã tư trước mặt, đứng đợi tới khi đèn chuyển xanh thì đi thẳng. Trên vỉa hè sẽ được kẻ sẵn vạch cho xe máy đỗ. Nếu đỗ ra ngoài là bị phạt tiền liền. Và xe máy cũng đỗ sát đường để nhường khoảng vỉa hè phía trong cho người đi bộ. Vỉa hè, gầm cầu vượt, các tòa đỗ xe trên cao là những địa điểm đỗ xe thường xuyên. Ở những bãi đỗ xe trên cao hoặc là trong hầm, trên đường thì luôn có bảng điện tử chỉ dẫn địa điểm và số chỗ còn trống. Mức phí đỗ xe máy khá là đắt vì họ cũng muốn người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Thậm chí Đài Loan còn đề ra chính sách sử dụng phương tiện công cộng dưới 10 km thì không phải trả phí. Xe đỗ trên vỉa hè sẽ có một người đi kiểm soát, bấm giấy tính thời gian đỗ rồi quy ra tiền. Người dân không nộp tiền trực tiếp cho người kiểm soát mà có thể thanh toán ở bất cứ cửa hàng tiện lợi nào. Nếu ai đó định quên hoặc là cố tình không nộp thì sẽ có thông báo phạt, mà càng chậm nhá thì càng phạt nhiều. Vì mọi xe đỗ đều được chụp lại biển số thời gian ra, thời gian vào nên làm sao có thể gian lận được. Và bạn cũng hiếm thấy cảnh sát giao thông ở trên đường. Nếu ai đó vi phạm sẽ xử lý qua hình thức phạt nguội. Nếu bị cảnh sát giao thông bắt trực tiếp, tài xế không cần cung cấp giấy tờ xe đâu, chỉ cần đọc mã số cá nhân mà thôi. Cảnh sát lưu thông tin phạt, người bị phạt sau đó ra cửa hàng tiện lợi để nộp phạt. Và ở Đài Loan, bạn cũng sẽ thấy cứ 500m lại có một bãi cho thuê xe đạp. Giá thuê nếu mà mình không nhầm thì là khoảng 8.000 đồng một giờ. Còn ai mà nỡ chén chú chén anh thì sẽ bị phạt nặng đó nha. Đặc biệt nếu nồng độ cồn vượt quá mức 0,2mg trên lít khí thở, ngoài phạt tiền, tài xế sẽ phải đi quét dọn nhà xác bệnh viện nữa. Trước đây, Đài Loan áp dụng cách quét dọn nhà vệ sinh công cộng nhưng mà thấy không đủ sức răn đe, nên bên đấy nhanh trí cho trực tiếp làm việc cận kề cái chết để khiến các tài xế thích uống rượu bia biết sợ. Tại ngã tư, xe máy, ô tô được phép rẽ phải vẫn chủ động dừng để nhường đường cho người đi bộ. Khi nào người đi bộ qua hết thì xe cộ mới đi tiếp. Bạn biết không, lượng xe máy đông đúc nhưng mà Đài Loan kiểm soát chất lượng khí thải để đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường. Từ 30 năm trước, nơi này đã bắt đầu kiểm định khí thải xe máy ở các đại lý xe máy thông thường. Chỉ cần cắm một đầu ống vào pô xe máy và để nổ máy trong tối thiểu 30 giây, rồi xem các chỉ số của CO, CO2, HC trên màn hình và hoàn toàn miễn phí. Nếu chỉ số không đạt yêu cầu, chủ xe cần sửa chữa xe để đảm bảo các chỉ số. Nếu không chịu sửa chữa, khi bị phát hiện, chủ xe sẽ bị phạt nặng. Và Đài Loan cũng hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới đấy. Tiếp theo chính là mối quan hệ mập mờ giữa Đài Loan và Trung Quốc, điều mà gây tranh cãi trên thế giới. Mối quan hệ mập mờ giữa Đài Trung. Câu hỏi Đài Loan có phải Trung Quốc không vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi trên thế giới hiện nay. Thực chất, Đài Loan nằm trên một hòn đảo tách biệt cách bờ biển Đông Nam Trung Quốc đại lục khoảng 180 km. Trước thế kỷ 17, Đài Loan là nơi sinh sống của các dân tộc bản địa Nam đảo. Tới thế kỷ 17, Hà Lan và Tây Ban Nha chiếm đóng một phần Đài Loan. Sau đó, tướng Trịnh Thành Công, nhà Minh, đuổi người Hà Lan và lập chính quyền Minh Trịnh. Năm 1683, nhà Thanh đánh bại Minh Trịnh và sáp nhập Đài Loan,
nhưng chưa yên ổn được bao lâu thì năm 1895 lại có biến. Sau chiến tranh Thanh-Nhật, Đài Loan trở thành thuộc địa của Nhật Bản. Năm 1945, sau Thế chiến thứ hai, Đài Loan được trao trả lại cho Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng năm 1949, cuộc nội chiến Trung Quốc kết thúc với thắng lợi của Đảng Cộng sản thì chính quyền Trung Hoa Dân Quốc lại di tản đến Đài Loan sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập trên đại lục. Cứ thế tới năm 2016, Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống, nhấn mạnh lập trường độc lập và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh của mình, ngỏ ý sử dụng vũ lực để thu hồi, thì Đài Loan lại hoạt động như một quốc gia độc lập với chính phủ, hệ thống pháp luật và quân đội riêng. Tiếp tục như thế dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Đài Loan, Lại Thanh Đức, mới nhậm chức ngày 20 tháng 5 năm 2024. Quan hệ quốc tế của họ thì cũng phức tạp do áp lực từ chính sách một Trung Quốc. Bắc Kinh yêu cầu các quốc gia khác công nhận Đài Loan thuộc Trung Quốc nếu muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với họ. Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc còn nhấn mạnh việc thống nhất hoàn toàn Tổ quốc là một xu hướng không thể chống lại. Vì thế mà người Đài Loan cực kỳ ghét Trung. Khảo sát cho thấy 73% người dân Đài Loan không xem chính phủ Trung Quốc là bạn. Liệu khi nào Trung Quốc sẽ tiến chiếm Đài Loan? Vì ngày 22 tháng 3 năm 2024 đã ghi nhận sự có mặt của 36 máy bay quân sự và 6 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo Đài trong 24 giờ. Tuy chưa công bố nhưng hàng xóm láng giềng dự đoán năm 2027 sẽ đến ngày đó. Để làm rõ hơn thì mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt to lớn của hai bên là như nào. Một trời một vực luôn đấy chứ. Và đâu mới là nơi Việt Nam thích hơn? Sự khác biệt to lớn. Như mình đã nói ở trên, Đài Loan cấm thịt chó, thì Trung Quốc lại tổ chức lễ hội thịt chó hàng năm kéo dài 10 ngày. Cứ đến ngày hội là 10.000 con chó sẽ bị giết thịt. Ai thích thịt chó thì biết phải đi đâu rồi đấy, chứ mình thì thấy thương lắm, không dám đi đâu. Sau đó là ngôn ngữ. Vì quốc gia có nhiều dân tộc nhập cư, Đài Loan có rất nhiều loại ngôn ngữ. Phổ biến nhất là tiếng Phụng Kiến và tiếng Quan Thoại. Khác với Trung Quốc sử dụng ngôn ngữ giản thể, thì Đài Loan là phồn thể. Lá cờ của hai nước cũng khác nhau. Trung Quốc đã không ít lần sôi máu khi Đài Loan dửng dưng treo cờ của Đài ở các buổi gặp mặt Mỹ, ngầm ý mình độc lập. Tất nhiên, Google cũng công nhận. Bạn thử gõ trên Google dịch thì Trung Quốc sẽ là China, nhưng Đài Loan là Taiwan. Một điều nữa mà du khách thấy dễ thở hơn là họ có thể truy cập YouTube, Facebook, Gmail, Zalo, Instagram, Skype, Twitter cùng nhiều mạng xã hội và ứng dụng khác tại Đài Loan, trong khi Trung Quốc đã cấm triệt để. Chưa kể, Đài Loan có cả hệ thống mạng Internet miễn phí nhiều nơi bằng cách đăng nhập vào iTaiwan. Đỡ phải hack mật khẩu nha. Tiếp theo là về phụ nữ. Theo mình tìm hiểu thì phụ nữ Đài Loan dịu dàng hơn. Ngay cả cái tên cũng nói lên tất cả. Tử Vi, Uyển Di, Tịch Mộ Dung, rất êm tai. Nhưng bên Trung thì xuất hiện những cái tên mạnh mẽ có phần bạo lực như là Vệ, Vĩ, Bân, Băng. Bởi Mao Trạch Đông đã từng viết một câu thơ rằng không thích hồng trang, thích vũ trang. Tức là không thích trang phục dịu dàng mà chỉ thích đấu tranh vũ trang. Xét về ô nhiễm thì vào tháng 12 năm 2015, Bắc Kinh đã phải ra báo động đỏ đầu tiên về ô nhiễm cho học sinh nghỉ học. Còn ở Đài Loan thì là chiều hướng ngược lại, nằm trong top các nước sạch nhất châu Á. Người dân dùng đồ thủy tinh để đựng nước uống, nói không với chai nhựa một lần. Và tỷ lệ tái chế rác đã đạt đến 55% vào năm 2015, cao hơn cả mức 35% tái chế của Mỹ. Đây cũng là một trong 4 con rồng kinh tế của châu Á, cùng với Hàn Quốc, Hồng Kông và Singapore. Là nơi tỷ lệ người nghèo thấp nhất thế giới, dưới 1%. Tỷ lệ phạm tội cũng thấp thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Nhật Bản. Nơi bạn có thể để xe không cần khóa hay để đồ ở nơi công cộng mà không bị mất. Sau tất cả lý do trên, thì Đài Loan chính thức được công nhận là nơi đáng sống nhất dành cho người nước ngoài với hơn 14.000 ứng viên đến từ 191 quốc gia. Và đông áp đảo chính là người nước mình chứ ai? Sang Đài Loan còn mở cả trường dạy tiếng Việt thì có nước nào làm lại? Cụ thể, hãy cùng mình tìm hiểu trong nội dung tiếp theo. Người Việt Nam sống ở Đài Loan. Người Việt Nam chính thức áp đảo người nước khác ở Đài Loan và đưa tiếng Việt thành một ngôn ngữ phổ biến, tạo nghề hot, đó là dạy tiếng Việt cho người Đài. Cái cảm giác đến một nước khác gặp người Việt nói tiếng Việt còn gì bằng các bạn nhở? Theo thống kê, tổng số người Việt tại Đài Loan vào năm 2021 là khoảng 470.000 người, bao gồm cả cô dâu Việt, lao động và du học sinh. Nhìn vào một góc phố, cả biển bún chả, phở đều ghi bằng tiếng Việt hẳn hoi, lại nằm trình hình ở Đài Loan.
bà Trần Thị Hoa, 50 tuổi, kết hôn với một người Đài Loan bản xứ nên mở một tiệm bún gạo gần chợ đêm Đài Bắc, phục vụ thực khách 3 món bún có nguồn gốc từ Việt Nam và cạnh tranh với một nhà hàng Việt Nam khác cách đó chừng 2 dãy nhà. Bạn thắc mắc, ghi thế sao người Đài hiểu ư? Thì đó là lý do ra đời các lớp dạy tiếng Việt tại đây. Bộ Giáo dục Đài Loan từ tháng 9 năm 2019 đã đưa tiếng Việt trở thành ngôn ngữ tự chọn vào giảng dạy chính thức trong các trường từ lớp 3 đến lớp 12 tại Đài Loan. Ngôn ngữ nước ta chính thức thành ngôn ngữ bổ sung thứ hai, đến cả bảng tin thời sự cũng có tiếng Việt. Kể cả từ mấy năm trước đó, trường tiểu học Văn Đức ở thành phố Tân Đài Bắc đã dạy tiếng Việt rồi. Năm 2003, chị Hoàng Phượng dạy tiếng Việt cho 70 mẹ chồng và chồng của cô dâu Việt, đồng thời chia sẻ, bi kịch cô dâu Việt không biết tiếng Trung còn nhẹ nhàng hơn cô dâu Việt quên cả tiếng mẹ đẻ của mình. Và cái giá phải trả khi sang đó là 5.000 đến 6.000 USD, tức là rơi vào hơn 150 triệu đồng cho tổng chi phí, đổi lại có thu nhập bình quân đạt khoảng 650 USD một tháng, tức là 16,5 triệu đồng một tháng. Cuối cùng chính là chuyên mục Có thực mới vực được đạo. Ăn chay lên ngôi. Có thể bạn không biết, Đài Loan được mệnh danh là vương quốc ẩm thực chay với hơn 3 triệu người ăn chay, chiếm 13% dân số Đài Loan, lập lên tỷ lệ xếp thứ 2 thế giới chỉ sau Ấn Độ với 38%. Các anh chồng giận dỗi vợ mà đang muốn cạo đầu đi tu thì có thể sang Đài Loan ăn rồi về nhà. Hệ thống hơn 6.000 cửa hàng phục vụ món chay sẽ cho bạn biết ăn chay nó đã lên một tầm cao mới sang xịn mịn ra sao. Người Đài Loan có nhiều khái niệm khác nhau về ăn chay, như là ăn chay vì tôn giáo, vì sức khỏe hay là để bảo vệ môi trường, ăn chay không trứng sữa, ăn chay có hải sản và ngũ vị tân. Có các món ăn tráng miệng cho người thuần chay được chế biến không sử dụng trứng, sữa như là kem tươi hay là bánh cheese. Một số nhìn rất giống thịt nhưng là thịt giả từ bột mì, đậu nành mà thôi. Màn thầu hay bánh bao trong lòng nhỏ cũng có và mỗi thực phẩm đều được ghi nhãn rõ ràng và nghiêm ngặt để khách lựa chọn. Ngoài ra thì ở đây có hệ thống cửa hàng tiện lợi dày đặc đứng nhất thế giới với con số hơn 10.000 cửa hàng, đồng thời là nơi ưa chuộng Hello Kitty. Bạn có thể dễ dàng thấy các nhà hàng với chủ đề mèo Kitty, một nhãn hiệu bia hay là ngoài thân của các máy bay hãng Eva Airways cũng có hình ảnh đó. Rồi tới tin tức bằng hoạt hình. Với một đội quân khoảng 400 nhà làm phim hoạt hình, Next Media Animation là một studio hoạt hình tại Đài Loan có thể biến bất kỳ câu chuyện thời sự thành một bộ phim hoạt hình nhanh đến 90 phút mang tính châm biếm thời sự và hài hước. Và bên cạnh ăn chay thì ẩm thực Đài Loan cũng có nhiều món độc lạ không kém. Nếu bạn đến Đài Loan, ngoài bánh dứa, trà sữa trân châu hay là bánh tiết lợn thì bạn sẽ thấy cả món bánh mì quan tài. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Thực chất nó chỉ là miếng bánh mì dày 3-4cm mà thôi, được khoét rỗng ở giữa như cái nắp rồi đậy phía trên. Nhưng bên trong còn có ngô, cà rốt, thịt và một số thành phần khác nấu lên sệt sệt như súp, rồi cho vào trong chỗ vừa khoét để làm nhân, đậy nắp lại là ok la. Mình nghe đồn là nó cũng ngon khó cưỡng đấy. Các bạn ơi, vậy là chuyến đi thăm Đài Loan online đã dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem video tới giây phút này. Và sau khi xem xong video này, bạn thấy ấn tượng nhất với điều gì ở Đài Loan? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để chia sẻ cho Top 10 Huyền Bí và mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye!